Năm miêu rõ ràng năm phương, năm miêu rõ ràng ngũ phương bản cảnh tiên nàng nguyệt hoa. Đền thờ chúa ám thanh cảnh vắng thú lâm tuyền cảnh lá xôn xao. Đôi bên lòng hổ đua vào hồ, có cây cổ thụ xanh cao rườm rà. Đang giữa lúc canh ba giờ tí hiện ra người mỹ nữ cung nương non dầu áo trắng hài cường ý nghĩ thì hương trời ngào ngạt gió đưa dấu thiêng để lại ngàn nề xưa còn truyền có bà chúa quận đi năm mê phương. Chúa ba kíp mơ sai thì nữ
thu bạc hồn về. Đêm nằm mơ thấy ma cùng quỷ bệnh chúa hành, liệt vị chân tay phải mau mau thỉnh thánh mời thầy ý nghĩ thì ăn. Cắt nhật đương thời lai giáng từ trung, dâng lên tam bảo mười phương độ trì, dâng lên tam bảo độ trì mười phương. Về đồng làm nề dâng nhang, dâng lên tam bảo mười phương mi độ trì, tay dâng nhang miệng niệm từ bi, tam tòa thiên thánh chứng tâm cho đồng, tam tòa thiên thái chứng tâm cho đồng. Khai quang dòng nhang thập cờ diệu, quang minh chiếu đàn duyên nga tích tăng cúng dạng, kim phục hoàng lần cận thánh đế tiền trung vương. Ý à, à, à. Cho trọn vẹn mười phần, phần tươi phần tốt phần gần phần xa, độ cho nam nữ trẻ già, con con cháu cháu đồng gia mới an lành. Nón dâu đội nón dâu áo trắng đi giày cườm, Chúa đi rào khắp năm phương lại về, gọi phu xe trả cho tiền giấy, biết chú bà tay nầy miệng van, Chúa thường cùng văn ba kẻ đói nghèo. Giáng sang người tiên nữ bay bay về ngày hội vui, sáng sáng người tiên nữ bay bay về, bay bay về ngày hội vui. Tiếng đồn trong mi bắc ngoài nam, ngũ y phương thập mi hương, mọi đàng thiếu đâu đông mi phương, giá ngự điện đầu ý. Tay sao man thái
hiện nề hình bách nhân Nam Phương xa giá Long Vân ý. Nam Phương nghi xa giá Long Vân, Thổ Thiên bên nghe xa gần đều quay, Bắc Phương chôn ấy sơn hà im à. Xanh dám so miếu này đền thờ chúa lịch sử thánh gia hồi cung sâu năm quê ngự suối lân nghi nối ra sông Hoa về đền thờ sâu năm ai lên tới chín tư sâu thổ thắm cảnh rừng suối đổ thác xèo cũ lễ chiều
trôi năm mi sông mi hoa mỹ kiều diệp hương. Nét đoan trang nửa vầng nghi ngọc đúc đôi mày ngài, nửa khuyết vầng trăng châm mi cài soi nước lòng mơ lành. Tình hay mang chúc mang
tre mang nước cơm lam trà vàng nghi, cũng nhiều khi sung ái đi tìm ý nghĩ à. Đêm đêm đốt đuốc đi rừng, xa nghe tiếng hú thú rừng gọi nhau. Đuốc ai sáng tỏ trên lon, trời nở màu xuân sắc tốt tươi rườm rà. Lên trên bàn mũ đăng hai hoa, buộc vào là đơn, xe ra là trời. Kỳ nà vầng hồng tươi sáng, chim én bay dập trời, hòa bình trong mi nắng mới. Dốc cao sương bờ, kìa con suối uốn quanh lướt qua chân đèo ngàn hoa mê thắm tươi. Nhạc dương trong nắng mai hát khúc ca mùa xuân. Tiên cung hôm nay giá ngự, sáng yêu kiều xinh quá là xinh. Người xinh cảnh cung hữu tình, người xinh cảnh cung lung linh khác dân ca vang bắc nam chung cùng thờ cùng vui đón mừng cho loan giá về đây mang ấm lo cho mọi nhà vững lòng đề đa chứng tâm cho đồng bước nghi bước theo nhịp trống tay múa môi vùi đầy hoa bước đi bước theo nhịp trống chân bước đều vùi đầy hoa lòng tài cho mối ban qua bốn phương hồi hộp để đa cho tiền tốt nụ dày bồng lộc cho nhiều năm ngoái năm xưa thầy nhớ đồng con quê sớm cùng thờ 30 mồng một ngày tư hôm rằm 30 mồng một hôm rằm 14 xứ Lạng Sơn ni lâm hùng mì ví đền suối lần cành nghề trí phong mì quang nhà nghi thơm tấu đến tỏa vàng nghề ý à. Sông hoa đáo đàn mịt trứng đây nhang thành kính tỏ
một nền khói nhang ngào ngạt thâu đến cửu thiên ni chính tòa sông hoa chúa tiên kính nghi chúa tiên thánh chầu để ngũ giang đền chứng tâm đất sơn âm quyền chầu mê cai quản khắp thượng ngàn xứ làng tám thanh suy lần sông hóa quyền hành sông hoa suối lân mi thượng ngàn ra hồi cung châu lục cung nương sắc phong châu lục cung nương nghi vốn dòng lệnh tộc thường dân đi thượng ngàn đi về ngã Bắc Giang chín tư về ngã Bắc Giang lục cung công chúa có bốn chữ vàng nghỉ châu phê nhà này nên tới qua suối ngang Bắc Lê hỏi thăm mi đền châu lục nơi nào hỏi thăm hiếu lũng đi về thôn chín tư xã Hòa Lạc huyện hiếu lũng đi về đi qua một chiếc cầu nho nhỏ có lối đi vào đền quan sắc ban phong được bốn chữ vàng sắc nghi phong mi bốn ni chữ lục mi cung linh nghi từ
đền chín tứ có từ bao giờ, nhờ ơn vương nghi mẫu để dành lại cho họ Nguyễn con nay đi lên thời, không mi muốn về mong mi sao tu được để trở mê bụi chân. Dâng lên tam bảo mười phương độ trì, tay dâng nhang miệng niệm từ bi, tam toàn thiên thánh chứng tâm cho đồng nghìn
lệnh bài sai đô triệu lưu cung ý nghĩ á. Nàng ân nàng ái, nàng ân nàng ái vốn dòng sơn trang, tính trầu hay măng trúc ý măng giang, măng tre măng nửa cơm nam trà ngàn, có phèn xìm ngái đi tìm biệt ý à. Khải quang nghi long nha thật cờ diêu, quang minh chứng đàn diên nga thích tăng cúng giảng, kim phục hoàng lên cờ thánh đế tiên trung vương nghi ý nghi à. Ngày hôm nay tiên lễ sơn trang kim ngân thôi, núi bạc vàng kinh dân, có cơm làm gạo lấp mi thơm đừng nghi ý nghĩ à, 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 à. Tới đâu có đón huê chào, trầu về bách điều sớm chiều ca vang, tay khơi bề bạc cả rừng vàng, đem cho họ Nguyễn giàu sang đời đời, đem cho ca kể đời đời giàu sang. Đốt đuốc trên non sáng soi khắp miền sơn trang, đuốc đốt đuốc trên non sáng soi khắp miền trần gian, soi trong làm gì soi về sơn trang, soi trong làm gì soi về đến đây. Sáng tin yêu kiều bước bước trên non ngàn, kỳ đàn tin nữ, kỳ đàn tin nữ đang hái hoa ngàn xanh, kỳ đàn tin nữ đang hái hoa trên ngàn. Ôi trâu đẹp nam sao, trâu đẹp nam sao, sáng tin yêu kiều, sáng tin yêu kiều, sáng trong mình kiều làn môi hé cười làn lấp ngay trần gian. Trâu về đến đây mang khúc đề đà, mà ấm no cho mọi nhà. Thank you.
khăn ni nam thung dung mi cợt ni khách qua đàng nhạc ni trông mi tựa thề tiên nàng thì nàng nguyệt nga tiên nàng thì nàng nguyệt nga ôm khi hội họp dăm mi ba thổ mãn mới hiện ra người già bán hàng chơi trần thế lọt vành
dù khắp mi hết ngàn xanh ý á khải hoàn, ngàn xanh ý á khải hoàn, khi thừa nhàn ý hì ý á. Xe loan cùng ý điểm ý giá ngữ đồng, điểm phấn ý tô tràng ý á. Người trần gian nhang khói phụng thờ, đôi mười tháng chín tích xưa còn truyền, thỉnh mời chầu giang phúc trừ tai ý à. Thánh xa hồi cung Bắc Lệ bao xa có, ai đi Bắc Lệ bao xa, ai về chiêm đi bái nhớ qua ngôi đền đèo. Mới nói là bé, tin trầu bé, tuy rằng bé nhưng tính tình sắc sảo, việc giữ lành mách nhi bảo trần gian. Kìa ai ơi đừng thấy trầu dễ dàng, ai mà thất trực chú bé ra điều tranh nhi chua. Thay quyền phương mẫu cầm mê cân coi phàm, thương ai núi ngọc non ni vàng, buồn ni mày bán ni đất cho nhẹ nhàng ni thành thơi. Châu để cho mà quên, ai mà thất trực chú bé bắt đền gấp đôi.
nên tránh phải tu trì một niềm mảnh chân ni tâm đèn trời chầu đâu có chiếu lầm đi chầu luôn soi xét ni ân ni cần đi phúc mi lai nên cho tới tòa vàng tin cung tay dâng nhang miệng điệp từ bi tam tòa thiên thánh chứng tâm cho thanh đồng mê tam tòa thiên thánh chứng tâm cho đồng bài sai đó triệu đồ cung con cô ai vốn dòng sơn trang nghe tình tình hay mang trúc mang giang mang tre mang nước cơm lam trà vàng soi cho quốc phú dân cường soi trong Nam Việt bốn phương thái hòa song đăng đi châu tỏa sáng gần xa soi cho non nước nở hoa bốn mùa soi từ thành thị tới kinh đô ý à chiếu soi trong đền đẹp làm sao ơi anh trăng tỏa chiếu soi trong đền đẹp làm sao sáng 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 người tiên nữ bay bay về bàn đến đây sáng 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 người tiên nữ bay bay về bàn đến đây tiếng đàn tiếng hát đi véo von xuôi xô cả đưa tung tăng đôi núi bao na đang sương mờ nhạt nhòa thương đồng loạn giá về đây trên ngàn gió cuốn rung cây cất cao tiếng hát từ làng sơn về đây chim hót véo von nghe chuỗi khe ca lượn lờ bơi đôi núi bao xa sương phủ nhạt ngoài thương đồng loan giá về đây trên ngàn gió cuốn rung cây cất cao tiếng hát hoa vang câu ca bước trên cầu mây xuôi xeo hòa theo tiếng đàn từ tung lưng mà vào xa xa thấy đền chùa bé đây đến từng là đẹp kính trao những năm sao tí lòng ơi sao lòng ơi hòa cũng dân cai muôn dân ấp lo đời đời chúc thanh châu trường xuân châu mới ban ra bốn phương ngồi họp để đá tháng ngày bán cho tiền tốt lụa dày bầu lộc cho nắm về đến đây cho nhiều
ban cho đồng giải nhất sang nhiều. Gùi đầy tay hái, gùi trên vai lặng trai chín thơm. Dùng da dùng dinh quẩy gánh đầu lon, dùng da dùng dinh quẩy gánh đầu lon. Đôi núi bao xa, nên ngàn nại hái bông hoa. Hai hoa đẹp vì đến đây biết bao nhiêu thành đầu chờ mong ban khen, biết bao thành đầu chờ mong ban khen, biết bao thành đầu đẹp như cô tiên. Rừng thông nghi cất tiếng hát dù hoa thơm như quả ngọt nghi bốn mùa ngát hương. Sầu bé thượng thố mường mì là gốc nghi ao tứ thân căn đục đồi đầu có đai xanh nghi kiềng bạc túi trầu. Sáu đầu trầu cài châm sắt, vòng kim cương tam thập lục lồng tay hây hây, mặt nước vơi đầy.
hay hay mặt nước với đầy cho bé xinh đẹp như bông hoa nở trước ngày đầu xuân. Tuổi chầu bé đương tuần trăng độ phép sơn trang thánh tổ ban truyền. Phép tiên đi nay núi chuyển ngàn bé ba mươi tàu cọ giả hàng bán trời có bạn thổ bán nơi nơi tìm đến đàn ngũ âm muốn lượn hát ca chiều chiều thơ thần đi lên đồi. Chiều thơ thẩn lên đồi giao quai nàn đứa này ngồi đào măng đàn bươm trắng tung tăng bay lượn lũ ong vàng kiếm nhụy tìm hoa ý à, à. Anh xa hồi cung chốn đó phong quang trên bảo hà chốn đó phong quang màn gì các quận châu trang nghe hàng đầu gió nam thoảng hương bay ngào ngạt bóng ác tà đã gác non tây bảo hà nhắn ai lên đất bảo hà nếm mùi phong nguyệt đó là cảnh thần tiên hiến tử hiến trà khi vui hiến tử hiến trà ô long gia phiến hiện hà rất sang quan hoàng bảy chân miền bắc địa nghi hợp bình hùng lục thủy nghi thao giang quân cơ mưu lược mì luận bàn danh trung thường nghi có hai hoàng mì vào ra ý đền phụng sự nghi thổ mặn đùng thiên nữ nghi dâng hoa thú vui điếu khách bàn trà phong lưu thuộc công bảo hà mi dân ông thank you.
thỉnh bóng hoàng về hôm nay, thỉnh bóng hoàng về. Đèn hương nhang khói đăng nhang phụng thờ trong kinh có chữ Nam Mô A Di Đà Phật ni hoàng vi chấm đồng hoàng thời có phép thần thông. Hoàng bảy khai quang dòng nhang thập cờ diều quang minh chiếu đàn duyên Nga Thích Tăng cúng giả kim phục hoàng đơn cần thánh đế tiên trung vương. Giữ quan hoàng sơi bắt thể tay tiên chuốc chén rượu đào dâng nhị tuần lá dâng nên bệ ngọc các cô nâng vào là vào giữ quan hoàng bảy sơi a sơi con dâng ông bảy sơi chén rượu đào tam tuần chúng dâng lên bề ngọc để các cô dâng vào là bởi dư quan hoàng bày sơi
Phù Dung ơi, hồn hiền ở đâu đây mà dường như ngọn cỏ cành cây la đà hay ông Bảy còn hay ông Bảy còn tuyết nguyệt say hoa. 12 cô tiên nữ pha trà giữa quan hoàng bảy giang tay mở khoa ý hì a đào đồng đào u mi đào đồng đào dắt muôn con nhang mi đệ tử ý hì a chứ lối vào trong bảo hà sơn sáng u liêu pha sơn bảo hà sơn có lối vào ô sơn bảo hà sơn có lối vào trên cung trăng có ai hẹn đi hì a giờ bao giờ vì đồng ông đi trầm linh nghĩ hì a tình cờ gặp mà tiên sáng u liêu pha tiên gặp mà tiên tình cờ tiên mi gặp mà tiên tình cờ nâng nâng rũ sạch nghĩ a nghìn ba nghìn ô minh nghìn ba một ngày đã là mi đệ tử ý hì a cùng mà lên duyên nó mới nhiều nở nhiều sáng u liêu pha duyên là duyên mới nở nhiều ô duyên mi là duyên mới nở nhiều xanh xanh tòa đá ý hì a rêu là phù rêu ai là người mê có tâm là người có đức ý hì a ông Bảy cho vào trong bàn đến đây sáng u liêu phàn đây bàn đến đây bác ghế ông ngồi ở đây bàn đến đây bác ghế ông ngồi giữa trời ba trăm mỹ a khuya mà sao khuya nửa vầng trăng khuyết ni a thề trinh mà chúng trinh sáng u liêu pha trinh mà chúng trinh nơi thề
trinh mà trung trinh nghe lời thề. Nào là lưu thủy hì a hoa cùng đào hoa, hoa cùng đào hoa. Nào cô tiêm thuốc hì a các cô pha rượu, pha rượu đâu ở nơi đâu, sáng u sáng u liêu pha đâu là nơi đâu, các cô pha rượu ở đâu là nơi đâu, các cô pha rượu. Tối qua quán Nam mi tao cùng mi quán mi Bắc đầu số chân mi gian lão âu chém biên. Họ Nguyễn con là người hiếu thuận thảo hiền, tu nhân cùng là mi Tích mi Đức Hoàng bảy chép biên cho thọ trường. Còn bao kẻ ngang nghi tan bao ngược, chuyên đi hại người ông cho không mi trước thời sau. Nỗi nhầm hoàng xá chi đâu, sở nguyện hoàng cho như ý, sở cầu tông mi tâm. Cầm mì cân đầy mực, ai mất chữ tâm thời tội phải mang. Lưới trời bổ khắp mi bốn phương, ai mà hại nhân thì nhân hại, hồn ni lường khó thoát ni thân. Biết ông bày ra họ Nguyễn, biết ông bày ra ông cho nước tiên tẩy hết bụi trần, thanh nghi cao rồi lại họ Nguyễn mười phần thanh cao. Có chữ cương thường treo cao ra ngọc, chữ tam tòng mì từ đức khuyên gì, họ Nguyễn hôm nay đặt nì gối tấu quỳ bảo hà xin quan hoàng bày đỗ chỉ chứng minh. Dân ghi nhớ lập mì đền phụng sư thổ mãn nung, dâng tiến quả hoa thu vui điều khách bàn trà, phong mi liều thuốc nghi công mi bảo hà dâng nghi ông. Tú huyệt báo yên mọi thú mọi sinh, quan hoàng bày tôi tú anh linh, sử sanh ghi chép lưu dành muôn đời. Thánh gia hồi cung